Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Trang Trang Mobile nha. Hôm nay em có một số máy mới giới thiệu mọi người và số còn lại nha mọi người nha. Hôm nay thì Android nhiều, khá là nhiều ha. iPhone thì có iPhone 4S, 5S, 6S, 7G và 8S. Thì hình thức mua hàng bên em là hơi thay đổi một xíu nha mọi người. Tức là cọc 100 em mới nhận đi máy. Tại vì khi mà mọi người cọc 100 là mọi người đều có thành ý để mua, và em cũng sẽ có uy tín trách nhiệm để gửi cho mọi người. Mọi người cọc 50 thường mọi người không có thành ý, và hoặc là mọi người cọc cho vui rồi mọi người bơm hàng nhiều quá. Giờ cọc 100 ha, em mới đi đơn. Và em bao tiền ship luôn cho mọi người nha. Cọc 100 và em bao cả tiền ship luôn cho mọi người. Và tiền cọc trừ, dĩ nhiên là sẽ trừ vô tiền máy à, chứ không có thể nào mà lấy tiền cọc rồi lấy luôn cái tiền còn lại của tiền máy à. Vậy thì đâu có ai cọc cho em đâu, đúng không? Thì tiền cọc dĩ nhiên là trừ vào tiền máy. Và tất cả máy ở đây, máy trên 1 triệu nha, tất cả máy trên 1 triệu em đều tặng một bộ sạc. Và dưới 1 triệu, máy dưới 1 triệu thì em chỉ tặng một cọng sạc ha. Nếu như mà mọi người có sạc rồi thì máy trên 1 triệu em sẽ giảm cho mọi người một bộ sạc, đó là 50.000. Một là mọi người lấy bộ sạc, còn hai là mọi người có quyền được báo cho em là không lấy sạc thì mình sẽ giảm được 50.000 ha. Đó, cọc 100 bao tiền ship cho mọi người. Đến nơi mọi người test máy ok mới lấy. Ví dụ như em bán một cây Sony này thì mọi người đến nơi mọi người test đúng cái cây này luôn, đúng như video em quay, đúng số tiền và số tiền còn lại cũng đúng luôn. Còn 100 thì còn 690 nha. Đó, thì mọi người mới lấy. Còn không, mọi người trả lại hàng. Em kiểm tra size, giao size máy, em hoàn 100% tiền cọc cho mọi người luôn ha. Hoàn 100% tiền cọc. Em bán ở đây là 5-6 năm rồi, nên em không có gian dối gì chi mọi người đâu. Nhưng mà em, mọi người nhiều khi nhiều người cọc 50, mọi người cứ bỏ hoài à. Em vừa mất thời gian mà vừa phải mất tiền code đi nữa, gửi đi gửi về nó mất thời gian lắm, nên mọi người thông cảm giúp em ha. Thì hôm nay em lên máy cho mọi người luôn ha. À, và chuyển khoản full thì máy trên 1 triệu em sẽ giảm, tùy máy em sẽ giảm cho mọi người từ 50 đến 100 ngàn ha. Máy trên 1 triệu mới giảm nha mọi người, chuyển khoản full. Còn máy dưới 1 triệu thì em sẽ để coi. Máy dưới 1 triệu em đâu có lời nhiều, bởi vì giảm thì cũng hơi khó, chuyển full á. Đó, máy trên 1 triệu thì chuyển khoản full cho em sẽ giảm từ 50 đến 100 ngàn tùy máy ha. Đó. Hôm qua cây lắp HP nha mọi người. Cái này á, là 15.6 inch, màn là 15.6 inch ha. Đây, em cho mọi người xem cái màn này. Đẹp ha. Đây, cái màn nó chỉ có một chấm phản quang nhỏ ngay đây thôi. Ngoài ra là đẹp nha, đẹp ken luôn á. Chỉ có một chấm phản quang thôi. Kiểu là màn hơi cũ, một chấm phản quang nhỏ thôi nha mọi người. Là RAM của nó là RAM 8GB. Cho mọi người coi RAM cái ha. Bàn phím là bàn phím bự, bàn phím số, bàn phím chữ luôn ha. Máy HP, chuột là xài thoải mái, thả ga. RAM là RAM 8GB luôn mọi người. Là i3 Gen 6 nha, i3 Gen 6 lận. RAM 8GB. Con này á là em sử dụng hai ổ, một ổ là SSD là 120GB và một ổ lưu trữ là 320GB ha. Đó, dùng hai ổ cứng cho mọi người để mọi người lưu trữ luôn. Xài là bình thường hết, nhưng mà nó có một cái nhược điểm. Mà nhược điểm này em sẽ khắc phục bằng quà tặng. Nhược điểm tức là khi mà mọi người bật cái, mọi người vô YouTube nè, mọi người bật cái lo lên 100% thì nó sẽ bị rè. Đó, mọi người bật cỡ cái lớn nè. Đó, 70 mấy% thôi. Đó, em xài cỡ 60 mấy% thôi. Tại vì lo cũ rồi mọi người, máy zin lo hơi cũ thì nó hơi rè thôi ha. Coi Doraemon, coi này coi kia vẫn ok. SSD 128. Rồi, cái lo rè khi mà mọi người bật lớn, mọi người bật vừa vừa thì nghe bình thường ha. Còn mọi người bật lớn thì nó rè. Thì cái khắc phục này thì em sẽ tặng cho mọi người một bộ loa, một bộ loa để bàn ha, bộ loa vi tính. Đó.
Rồi, bàn phím là bàn phím full hết. Ngoại hình là ngoại hình cũng còn đẹp nha mọi người nha. Đẹp mỏng. Đây mọi người bấm theo em ha. Control XX U. Như control rồi, là tắt này. Quên mất tiêu rồi. Rồi, HB ha, máy màu trắng. Đây, cái máy này thì em sẽ tặng mọi người là một chuột không dây ha, một cặp loa laptop, một cặp loa laptop để bàn, một túi chống sốc ha, và một sạc zin của nó. Đây zin. Sạc zin của HP luôn nha mọi người nha. Đó. 65W. Rồi. Thì em bán mọi người là 3.350.000, laptop thì mọi người cọc giúp em là 200 trở lên ha. Cộng 200 trở lên thì em giao 15.6 inch ha, máy rất là nặng. Máy rất là bền ha. Tại vì những cái dòng này là nặng mới được, tại vì nó có hai cái ổ trong đây pin rồi. Còn nếu mà máy nhẹ thì chỉ có một ổ thôi nha mọi người. Đó. Cái này là em gắn cái ổ cứng vô rồi ha. Mọi người không có xài DVD, bây giờ không có xài DVD nữa là cái ổ cứng đó. Cái này là chu USB ha. 15.6. Rồi, bên đây là thêm hai chu USB HDMI bình thường ha. Cái này là tai nghe. Rồi, cáp mạng ha. Cáp mạng thì mọi người có xài thì em sẽ tặng cho mọi người một cổng cáp mạng ngắn ha. Và chu sạc. Máy còn ok, còn đẹp nha mọi người nha. Còn đẹp. 3.350.000 nha mọi người. 3.350.000 thì mọi người có rất là nhiều thứ ha. Chuột không dây ha, túi chống sốc, sạc zin 65W. Một bộ loa luôn. Rồi, cho mọi người thêm một sự lựa chọn nữa là nếu như mọi người không lấy phụ kiện, bất kỳ phụ kiện gì hết, nhưng mà vẫn có sạc với lại máy, thì em giảm cho mọi người là 200 ngàn nha. Đó, đó một cái điều kiện để giảm, tiết kiệm chi phí cho mọi người. Đó là 3.350.000, tặng 4 cái. Và nếu mà không lấy cái gì, bất kỳ cái gì, phụ kiện gì, nhưng mà vẫn có sạc và máy, thì em sẽ giảm trực tiếp 200 ngàn. Rồi còn 3.150.000 nha. Còn nếu mà chuyển khoản full nữa thì em sẽ giảm thêm 100 ngàn nha. Đó. Tại vì cái này là mình khai giá thu cost thì cái tiền đó cao lên, thì mọi người chuyển full thì mọi người sẽ tiết kiệm thêm cái phần phí chuyển full để khỏi cần thu cost cho mọi người đó. Tại vì cái đó là cũng là tiền của mọi người thôi, thì mọi người giảm thêm được phần nào thì mọi người giảm, nhưng mà phải yêu cầu là chuyển full nha mọi người, chứ không phải là cọc 50 là em đi ha, không có đi đâu. Cọc 200 trở lên em mới đi máy. iPhone 8 Plus em vẫn còn một cây nha mọi người nha. iPhone 8 Plus. Cái này thì mất vân tay 64GB, máy quốc tế. Không iCloud ha. Máy quốc tế không iCloud, bỏ SIM vào là xài mà kính còn đẹp nha. Mà kính còn đẹp, không có xước sáp ha. Không xước sáp gì hết. Ngồi viền thì ok. Ok, ba cạnh viền ok ha. Chỉ có cái viền ở dưới là nó hơi nhăm thôi. Cái này thì có khách quen hỏi rồi nhưng mà chưa chắc cọc, chưa chắc nhờ lấy. Nhưng mà thì em cứ lên thôi, tôi cứ lên giới thiệu mọi người ha. À, anh khách đó, anh muốn coi lại thì coi. Nói chung là em có máy thì em lên cho mọi người thôi. Cái này thì em có dán cường lực sẵn nè, ốp lưng nè. Chỉ là mất vân tay thôi, chỉ là mất vân tay nên em mang giá rất là rẻ luôn. Là 3.350.000 ha. Màn sáng đẹp ha, màn sáng đẹp mọi thứ. Đây. 8 lớp ha, máy quốc tế. Không iCloud gì hết ha, 64GB. Đây. Chỉ là mất vân tay thôi. Màn của nó là màn 5.5 inch ha. Màn sáng đẹp không ém ố gì hết. Cái này thì mọi người mua cho bé đi học. Bé cấp 2, cấp 3 đi học vẫn ok nha. Hoặc là mình xài máy chính, dùng chính cũng được. À, ông bà cha mẹ đều được ha. Nút home ok ha. Trừ cộng. Mọi thứ, mọi chức năng khác là full hot. Đó, full hot. Chỉ là mất vân tay thôi. Thì mình không có sử dụng vân tay thì mình sử dụng bằng mật khẩu nha mọi người. Bật mật khẩu lên thì mình sử dụng bình thường, không gì hết, vẫn xài ok bình thường hết ha. 3.350.000. Cây này, riêng cây này, nếu như mà mọi người không lấy phụ kiện, không lấy sạc đó. Phụ kiện thì vẫn có ốp nha, vẫn có ốp. À, nếu mọi người không lấy sạc, em sẽ giảm thẳng cho mọi người là 100 ngàn luôn ha. Là còn 3.250.000. Đó, cộng 100 vẫn bao ship nha. iPhone 8 Plus. Lúc trước là rất là nhiều anh chị hỏi 8 Plus, 7 Plus, mà bây giờ về 8 Plus cây này nè.
thì giá rất là ngon nha mọi người. Nếu mà 8 lớp giá tầm này là giá khá là ổn nha mọi người nha. Tại vì ngoài cửa hàng nó vẫn là giá là tầm trên dưới 4 triệu, 3 triệu 9, 4 triệu 1 đó, tùy ha. Samsung A71, Samsung A71 nha. Cái này là 4 camera cho mọi người luôn, 4 camera. Đó, 4 camera một flash ha. A71 luôn nha mọi người. Cái này thì cái nhược điểm của nó chỉ là chốc viền thôi. Cái viền nó chốc sơn thôi ha. Nếu như mà mọi người không thích á thì mọi người cứ báo em sẽ dán cái viền màu trắng lại luôn ha, để cho cái nguyên cây máy màu trắng đẹp cho mọi người luôn. Và không phải em dán đâu, em sẽ đem đi thợ dán cho mọi người. Còn nếu mà không thích, ai không thích cứ để vậy thì cũng vẫn được bình thường ha. Tại vì dán cái này chỉ có 15 ngàn thôi, 15 ngàn là giá em dán đó mọi người. Còn mọi người đi dán thì nó có thể là 30 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn tùy ha. Đây, ngoài ra là zin hết nha mọi người nha. A71 ha, màn là màn 6.7 inch, màn 6.7 inch, RAM 8, bộ nhớ 128GB ha, máy 2 sim, pin là 4.500 ha, pin là 4.500. Em bán mọi người là 2.950.000. Màn zin nè, bật tắt là bật hai cái, bấm nhẹ vô hai cái vô màn hình hai lần thì nó sẽ bật tắt cho mọi người ha. Màn zin đẹp không ém mố gì hết ha, màn hình đục lỗ. Một cái màn này thôi là đã hơn 2.500.000 rồi mọi người. Một cái màn hình zin thôi là đã hơn 2.500.000 rồi. Đây, RAM 8 128, mọi người không tin mọi người cứ vào hãng mọi người hỏi giá nha. Giá màn trong hãng á nó bán á. Cái màn hình không á. Bởi vì nhiều khi cái màn hình nó có giá trị vậy là mình bị sọc màn rồi, mình bỏ cái máy rồi đó, là mình cái máy mình hết giá trị rồi. Đó, giá trị cái màn nè ha. RAM 8 256, RAM 8 128. Đó, cam kiết ok hết. RAM 8 128 nha mọi người. Đâu rồi? Đây, RAM 8 128 ha. Màn là sáng đẹp nha mọi người. Em nhìn để nghiêng á, mọi người nhìn sáng đẹp ha. Để thẳng như vậy nó kiểu là bị nó chói sáng á, nó bị ém. Nhưng mà thực ra nó trắng tinh nè mọi người. Cái màn trắng tinh nè. Màn này không có màn thay đâu. Đó. RAM 2 sim 2 sóng. Để em xem coi. Đây, 2 sim 2 sóng ha. Đó, số điện thoại em có trong đây rồi ha. Nói chung là cây này khá là ngon luôn. A71 luôn nha mọi người, chứ không phải là A51, A50, A70 gì đâu. A71 luôn nha. A71 luôn ha. Pin 4.500, cây này là dùng máy chính ngon lành luôn. Tặng mọi người là một cái ốp lưng như thế này ha. Và một bộ sạc Type-C, một cường lực, một kính cường lực, một ốp lưng, một bộ sạc Type-C. Đó. Nếu như mà mọi người không lấy sạc, em sẽ giảm cho mọi người là 100.000 đối với máy này ha. 100.000 đối với máy này. Rồi. Chỉ có hai cây là em giảm nếu mà không lấy sạc thôi. Đó là 8 lớp và Samsung A71 ha. Dòng này là dòng cao cấp đó mọi người. Đó. Lúc ra mắt thì cũng mười mấy củ. Từ từ thành 8 củ, 7 củ, 6 củ, bây giờ còn 2 củ chính. Tiếp theo là một cây Oppo F11 Pro ha mọi người. Cây này là cây máy màu xanh, RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Em có tặng cho mọi người là cái ốp lưng. Cái ốp lưng và một bộ sạc ha. Màn là màn 6.5 inch. Đó, màn 6.5 inch, máy màu xanh nha mọi người nha. Pin là pin 4.000 luôn nha mọi người. Hai camera nè, một cảm biến vân tay phía sau ha. Nói chung là lưng đẹp, lưng còn đẹp nha. Camera thò thụt ha. Chạy con chip là Meditech là B70. Con này á, nó có cái nhược điểm. Một cái nhược điểm đó là khi mà mọi người bắt wifi á, đây RAM 6 ha, bộ nhớ là 128 nè. Cái này là màn hình camera không có đục lỗ, cũng không có giọt nước ha, mà camera thò thụt cho mọi người xem ha, rất là rõ nha mọi người. Đây rất là rõ ha, cái thai nè, 5 nè, đó rất là trong luôn. Rồi camera trước nè mọi người thấy không, camera trước thò lên nè, rất là trong, rất là rõ luôn nha mọi người nha. Thụt xuống nè, đó. Thì cái cam nó thò thụt nó nằm trên đây nè, đó. Thì cái này á là cái nhược điểm của nó là chỉ bắt được 5G. Trời ơi mọi người, còn 4G á là hầu như là nó yếu. 4G hầu như là nó yếu nha mọi người, đây. Mọi người thấy không? 5G thì bắt mạnh nè. 5G là nhìn cái sóng nó là 4 cái sóng luôn. Mà bây giờ á mạng Viettel là nó có 5G nhiều ha mọi người, hoặc là mạng 4G, mạng mình xài sim đó. Mạng sim của mình á là bắt được bình thường ha.
mở mạng dữ liệu di động bình thường đó, nhưng mà chỉ là bắt wifi 4G không được, nó bị cũ quá cái đường dây 4G cái gì đó, thì nó bắt 5G rất là mạnh nè, mạng nhà em nè rất là mạnh luôn. Thì cái nhược điểm nó chỉ vậy thôi, hết, không có gì hết. Nói chung là vậy, nên em bán giá giảm luôn, chứ thực tế là cái cây này là 2 triệu ngoài, em bán giá rẻ của em là 1.980.000 rồi đó mọi người. Nhưng mà riêng cây này thì em bán sale bỏ cho mọi người luôn là 1.750.000. Nó sử dụng sim được, nói chung là nó full chức năng, nó xài sim được bình thường. Nhưng mà khi mà wifi á, xài sim 4G vẫn được nha mọi người, bật sim lên dữ liệu di động vẫn bình thường. Nhưng mà xài wifi chỉ là xài 5G nó mới vô thôi. Nếu mà mọi người sửa được thì mọi người cứ sửa ha, đi thợ sửa vẫn được bình thường, nhưng mà sửa em không thích. Nhiều cây là em không thích sửa mọi người. Đó, lỗi thì em bán theo giá lỗi thôi. Còn sửa thì mất công đụng vô men, em không thích. Em không thích máy em bị sửa. Đó là chỉ 5G thôi nha mọi người. 1.750.000 gam 6128. Là cây này là F11 Pro nha mọi người, chứ không phải là F11 thường. Đó, F11 Pro camera thò thụt ha. Rồi, một con Techno Bova 2 đó. Techno nè, Bova 2. Cái hãng Techno đó mọi người cứ lên mạng mọi người tra ha. Ba camera một flash ha. Ram của nó là ram 4G, bộ nhớ là 64G và pin của nó là trâu bò luôn á mọi người. Đây nó có một cái vết nhăm ngay đây ha. Và cái nói chung là cái viền của nó không có keo nha mọi người, thì nó có một số nổ cái keo á. Đây. Xước nhăm ha. Pin của nó là pin 7000 nữa mọi người. 7000 dùng một chip MediaTek chip sau này ha, đời sau, đó là G85. 6.9 inch luôn nha mọi người. Và cảm biến vân tay bên hông, đây cái nút nguồn cũng là cái nút cảm biến vân tay luôn ha. 6.9 inch to chà má luôn nè mọi người, to luôn nè, nhìn cái tay em là nó bít hết cái tay em nữa mọi người. 6.9 inch, ai thích sử dụng con này bự thì dùng. Đây camera đục lỗ ha, màn sáng đẹp ha mọi người, màn sáng đẹp, ram 464 nè. Đó, camera là 48 megapixel, 7000. Meditech là Helio G85, hai sim. Xem cho mọi người xem cái cam nha. Đó, cái cam sáng đẹp rạng ngời luôn nha mọi người. Sáng đẹp rạng ngời. Cam sau nè, cam trước nè. Đó, khá là ok luôn. Và con này cái màn hình nó to và cái pin nó rất là trâu nên, và chip nó cao nữa. Nên mọi người chơi game con này rất là ok luôn. Đây, cái hãng này nó dùng cho những cái dòng game hay gì đó. Tại vì pin nè và chip nè và cái màn hình nó to, nó chơi rất là êm nha mọi người. Một cây duy nhất thôi, Techno Bova 2 nha mọi người, em 464. Máy dùng full nha, máy dùng full, màn to sáng đẹp, pin trâu, cam đẹp. 1.650.000 nha mọi người, 1.650.000. Sạc là sạc Type-C luôn. Hỗ trợ sạc hình như là lên tới 18W hay gì đó, em không nhớ rõ, như 18W rồi. Rồi 1.650.000 nha mọi người. Em có tặng sạc, nhưng mà sạc bên em là không phải sạc nhanh nha. Bộ sạc nhanh mắc lắm, bộ sạc nhanh tới 300-400 ngàn đó. Bộ sạc nhanh mà loại tốt nha mọi người. Đó. Còn bên em chỉ tặng sạc thường thôi. Nếu mọi người không lấy sạc thường thì giảm mọi người là 50.000 một bộ sạc nha. 1.650.000, con này khá là êm luôn nha mọi người. Pin 7.000, ghê chưa. Chơi game là bá cháy luôn mọi người. Em là một con Vivo Y15S nha. Hai camera tròn quay luôn. Hai camera tròn quay như là iPhone 11, 12, 13, 14 đó. Cái camera bự nữa ha. Dù nó là ram 32GB, nhưng mà cái con chip của nó là B35, cũng con chip đời sau Meditech luôn nha mọi người. Pin là pin 5000 luôn ha. Thì mọi người sau này mọi người không có cần chú trọng về phần ram, tại vì cái con chip nó cao nên cái phần ram dù 3GB nó vẫn mạnh nha mọi người. Vivo Y15S luôn nha mọi người. Vivo Y15S pin 5000, xài full, cảm biến vân tay bên hông luôn nha. Đó, ngoại hình thì có nhăm 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 một số nha. Máy cũ mọi người. Đó. Thôi con, thôi. Đây, phiên bản Android là phiên bản Android 12 rồi nha mọi người đó. Màn hình đục màn hình giọt nước ha. Màn là màn 6.5 inch. Hai sim hai sóng. Ok là T. Y15S ha. Hai sim hai sóng. Đó. Cái này thì mọi người dùng máy phụ hoặc là trời quá trời ứng dụng luôn nè.
chưa có xóa hết nữa nè mọi người. Tải rất là nhiều ứng dụng, nói chung là xài rất là êm nha. Những nhu cầu thông thường của mình là cây này là đáp ứng được hết. Và giá của nó rất là mềm nha mọi người. Xem trước nè, xem sau. HTR ngược sáng. Rồi, tại cam sao đây ha. Rồi. Cảm biến vân tay là bên hông luôn nha mọi người. Y15S luôn nha. 1.350.000 ha. 1.350.000, máy chỉ có sạc thôi. Không lấy sạc thì cứ giảm 50 cho em ha. Đó. Chiếu chiếu rất là đẹp nha mọi người. Pin 5.000, máy xài full. Theo em có một cây Vivo Y12S nha mọi người. Vivo Y12 không biết có S không mà. Đây là có S đó, Y12S đó. Rồi, 3 camera luôn nha mọi người. Cũng là dùng con chip là B35. Nó giống như con chip của Y15S luôn. Đó, cùng một con chip nên RAM 32GB. Mọi người cứ bỏ thẻ nhớ vào mọi người xài thoải mái luôn. Đó. 6.5 inch ha, cũng cảm biến vân tay phía sau luôn. Đây, ở sau lưng thì em có dán lại rồi nha mọi người, dán keo lại rồi. À, hai sim hai sóng, pin của nó cũng là pin 5.000 luôn ha. Nhưng mà tùy thuộc vào mọi người thích cái kiểu dán như thế nào thôi ha. Đó, máy màu xanh đen, màn cũng sáng đẹp luôn. Đây, màn cũng sáng đẹp luôn nha mọi người. Con này á, thì nó rẻ hơn con kia là 100.000 thôi. Đó, cũng nhanh nhạy ok bình thường ha. Tất cả mọi thứ ok luôn. Đó, kem trước nè, cam sau nè. Đó, cũng rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Full chức năng luôn, 1.250.000. Con này thì em thu khách nha, có bao da, có ốp lưng luôn và có sạc. Nếu mọi người không lấy sạc thì mọi người giảm 50.000. À, còn 1.200.000 đó. Bao da thì em có tặng kèm theo máy, bao da cũ nha mọi người nha. Theo một cái Android nữa nha mọi người, Realme C3 nha. Có 3 camera. 3 camera đây. Realme C3 thì nó màu đỏ nha. Cái ngoại hình của nó thì nó không có đẹp được đẹp mấy, nên em có dán lại cho mọi người nè. Đây, nó có chóc sơn một số góc nha, 4 góc đều có chóc sơn nha mọi người. Và cái này là nó bị tróc hết sơn nha. Cái này là em thay cái nút khác nè mọi người. Thay cái nút cũ đó, nó bị xẹp xuống, nên là em thay lên. Nó hơi khác màu chút xíu nha mọi người nha. Nhưng mà không sao, sử dụng bình thường. Xíu em test cho. Màn cũng là màn 6.5 inch mà. Pin là pin 5.000, cũng là dùng con Meditech là G70. Đó, RAM 332. Sau này nó dùng mấy cái con chip này nên mọi người cứ yên tâm mà xài ha. Dù 332 vẫn mạnh. Đây. Đó. Con này thì nhỉnh hơn mấy dòng kia, tại vì con này là dòng trước một xíu đó, RAM 332. Android là phiên bản Android 10 luôn nha mọi người, vẫn còn cao. Đó, màn hình là màn hình giọt nước 6.5 inch nha. Hai sim hai sóng, nghe gọi lo to lớn, màn đẹp không ém ố. Con này thì em bán rẻ thôi mọi người. Realme C3 em bán rẻ thôi. Đó. Vẫn ok. Cam sau cam trước đều ok hết ha. Chỉ nó có hơi xấu 4 góc ha. Nói chung là về ngoại hình thì ai không quan trọng thì lấy con này cũng rất là mềm. 1.150.000 ha. Em vẫn tặng bộ sạc. Và cọc 100 em vẫn bao ship bình thường nha mọi người. Đó, còn không lấy sạc thì giảm 50.000 cho mọi người luôn. Cảm biến vân tay phía sau ha, cây máy màu đỏ. Cây này là màn to, là pin trâu 5.000 đó, để mọi người sử dụng máy phụ hoặc là coi YouTube, Zalo, Facebook rồi đó. Và khá là ok luôn ha. Máy màu đỏ, dùng cho em nhỏ nó mừng đi. Rồi, tiếp theo là con Oppo A7X nha mọi người. Oppo A7X. Con này là RAM 4128, cái kính nó có xước mà chụp hình vẫn đẹp bình thường nha mọi người nha. Cây này thì chỉ có 6.1 inch thôi. Ở cái này trong video này em giảm cho mọi người 50.000 đi ha. Đó, là còn 1.3 triệu tròn thôi nha mọi người. Màn hình giọt nước. Cây này á, là nó giống như cấu hình của Oppo F9 vậy đó mọi người. Nó ngoại hình nó không có được đẹp mấy, nhưng mà cái cấu hình nó giống Oppo F9, chỉ là bộ nhớ của nó là gấp đôi thôi, là 128GB luôn đó mọi người. Đó. Đây. A7X nha. Đó, RAM 4. Oppo F9 là RAM 4/64, thường là phiên bản thường đó. Còn phiên bản cao thì là RAM 6/128. Còn cái này á, là RAM 4/128 luôn nha mọi người. Đó, RAM 4/128. Màn hình ok, không có phản quang, không có gì hết. Đó. Cũng đẹp bình thường đó.
Thì em sale con này còn 1,3 triệu nha mọi người nha. Còn 1,3 triệu tặng mọi người bộ sạc nha. Ngoại hình thì nó cũng không có đẹp mấy, nhưng mà được cái là cấu hình bên trong xài khá là êm. Đó, 1,3 triệu sale luôn. 1,290 triệu đi cho đẹp ha. 1,290 triệu. 1,290 triệu nha mọi người nha. Màn là màn 6.1 inch ha. Rồi ok. Oppo A83 còn một cây màu gold ha. Là RAM 464GB luôn. Nhưng mà cây này em có cái ốp lưng. Hình như là em có ốp lưng mà em chưa có lục ra cái ốp lưng đó. Để em lục rồi em kiếm em tặng cho mọi người kèm theo cái Oppo A83 này ha. Ngoại hình nó đã đẹp rồi, nó còn đẹp ha. Thì cái ốp lưng vô nữa thì cũng tăng thêm độ đẹp thôi, chứ không có thấy ghê lắm đâu. Ốp lưng là ốp lưng mới 100%, nhưng mà để lâu. Tại vì ốp lưng là hàng thanh lý bên em á. Ví dụ như ai có cần mua ốp lưng thì cứ báo cho em, để em xem còn cái nào em bán rẻ cho mọi người một cái 10.000 thôi. RAM 464GB nha mọi người nha. RAM 464GB phiên bản Oppo A83. Ở dưới đây có ám đen một xíu nha mọi người. Đây, ở dưới ngay cái chỗ mà nút trở về nè, một cái đường đen một xíu nha. Rồi cái này em giảm cho mọi người luôn là còn 1,090 triệu nha. 1,090 triệu. Đấy, hỏi em ghi lại ha. 1,090 triệu. Cũng có ốp lưng và sạc luôn. Nếu mà không lấy sạc thì còn 1,040 triệu. Giá khá là êm luôn nha mọi người. Cho một con Oppo A83 nhẹ ha. Nhẹ, mỏng, rẻ nữa. Dùng cho bé đi học, gửi cho bé đi học là ok. Nghe gọi là loa lớn ok luôn. Coi YouTube, Zalo đều thoải mái. Nó nhẹ, nó dễ sử dụng ha. Sony XA1 hôm nay em có một cây ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Lần trước có cây màu trắng đó là Ken 99%. À, cây này là cây màu đen thì nó không có được đẹp bằng ha. Sạc là sạc Type-C. Cây này là em thu dùm khách thôi ha. À, em thu dùm khách thôi. RAM 3 bộ nhớ là 32GB thôi ha. À, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Xài bình thường hết nha mọi người nha. Đây. Hai sim hai sóng à. Hai sim hai sóng. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Nói chung là ai muốn xài Sony trải nghiệm hoặc là sưu tầm đều ok hết. Màn là màn hơi già, nhìn nó hơi ám hết cái màn, nhẹ một xíu ha. Đây, ám đều màu lắm, chứ không phải là ám chỗ đỏ chỗ đen. Đó, ám đều màu nên nhìn nó cũng ok. Nói chung là em bán giá này nên mọi người đòi hỏi thêm thì cũng không được. Đó, em chỉ bán giá là 790.000 thôi cho một con Sony XA1 ha. Đó, để mọi người sưu tầm hoặc là mọi người nghe gọi là máy phụ đều ok ha. Trong tầm tay nè, rất là êm luôn mà được hai sim nữa. Đó, được hai sim mà bắt wifi, Zalo bình thường hết hay mọi người. Không kén wifi nha. Con này không kén wifi, em bật cho mọi người xem. Đây, 4G, 5G đều ok hết ha. Và tất cả máy ở đây đều không kén wifi ngoại trừ con Oppo. Đâu rồi? Đây, Oppo 11 Pro nó chỉ bắt được 5G thôi. Đó, tất cả đều là ok hết. Đó, con này wifi mạnh nha mọi người nha. Loa to. Rồi, em có dán nhám sau lưng ha, 790.000 thôi. Con này không sạc. Không chỉ có tặng cộng sạc thôi nha, chứ không có giảm sạc ha. Đó, 790.000 khá là rẻ luôn nha mọi người. 7G 32GB full. Thì có một khách đó, không biết là bao nhiêu tuổi nữa, hình như là trẻ thôi, nhỏ hơn em. Đó thì cứ kêu em gửi cái hình 7G 32GB full để chốt. Gửi video mà em gửi video nãy giờ luôn mà cứ báo là ở đâu rồi, em gửi rất là lâu rồi. Đó, 32GB luôn nha mọi người, một cây duy nhất. Và em có tặng ốp nha mọi người nha. Có tặng ốp lưng. Đây, full vân tay đây. Khi mà mọi người cài vân tay xong, mọi người nhớ bật cái hết mấy cái này lên ha. Mở khóa iPhone, iTunes gì tài len hoặc nè, mình bật, cứ bật lên hết à. Rồi mình sử dụng cái vân tay. Chứ thí dụ mà mọi người thêm vân tay, mọi người xài thành cài thành công, mọi người không bật mở khóa thì nó cũng không có lấy vân tay của mọi người để mở khóa đâu nha. Và thiếu cái bước đó. Cái này là cây full nha mọi người. 32GB là 1,65 triệu thôi. Là em tặng sạc và ốp lưng. Sạc ốp lưng ha. Còn một cây này cũng là màu đen luôn, mà nó rẻ hơn 100.000 mà nó mất vân nha mọi người nha.
cũng là iPhone 7G luôn, máy màu đen. Cái này thì xài máy phụ bình thường ok hết ha. Đó, thì nó có một chấm phản quang ngay đây thôi ha. Đó, thì để cho mọi người là 1,5 triệu. Ví dụ như khách trong tỉnh thì có thể là em đi ship luôn, em giao luôn. Còn khách ngoài tỉnh thì vui lòng cọc giúp em ha. Rồi thí dụ như ai nói chuyện dễ thương, kỳ kèo mà kiểu dễ thương thì có thể là em kỳ kèo thêm 5-7 chục ngàn thì cũng được, không sao hết. Đó. Rồi ok. Thì em còn hai cây này. Một cây là 16GB ha, mất vân, và một cây 64GB. Cây 16GB máy màu hồng nha mọi người nha, máy màu hồng. Ở dưới đây nó có hơi mẻ chút xíu ngay cái chỗ cái con ốc đó. Rồi. Còn lại là ok. Màn đẹp bình thường ha, màn đẹp bình thường, đều màu bình thường luôn. Đó. 16GB luôn nha mọi người, 16GB 1,50 triệu. Cái này có tặng cường lực ốp lưng, bộ sạc ha. Nếu mà ai không lấy bộ sạc thì giảm 50 nha mọi người. Còn cái này là 64GB mất quân luôn. Máy màu gold đẹp. Cái này làm về sao nha mọi người? Trong video trước là bán hết 6 hết rồi. Mới về được hai cây này thôi. Đó. Là 64GB mất vân nha mọi người. Máy màu gold đẹp. Nói chung là ngoại hình còn đẹp nha mọi người. 1,250 triệu, 1,250 triệu, 64GB luôn nha. iCloud sạch, bỏ vào, bỏ sim vào là xài thôi. Bỏ sim vào là xài ha. Không gì hết ha. Chỉ có mất vân tay thôi nha mọi người. Chỉ mất vân tay thôi. 64GB. Máy màu gold. Cái này á, thì nó có cái khuyết điểm là cái nút này nè, nó nhạy quá. Mọi người tắt đi, mọi người tắt giùm em ha, mọi người bật xuống giùm em. Rồi mọi người vô cái nút home ảo nè, mọi người vô thiết bị, mọi người bật tiếng, rồi xong. Đó là mọi người nghe tiếng ha, mọi người bật xuống đi. Bật lên cái nó nhạy tới nhạy lui, khó chịu lắm. Mất công sửa cái đó, mất công nữa. Rồi 1,250 triệu ha. Mất thêm còn vài cây thôi nha mọi người, 5 mét thì ai lấy hết không? Ai lấy hết không? Một cây em sale mọi người là 650.000 thôi, iPhone 5S ha. Thì mọi người bỏ sim là xài thôi, cái màu gold hết luôn. Màn là màn zin nhưng mà nó hơi ngã vàng nha. Màn zin hơi ngã vàng, đều là 16GB mất vân hết. Xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường, nghe gọi bình thường. Đấy. Cái này không nghe. Ai lấy về mua đi bán lại không thì em sẽ chia giá cho. Cái này có phản quang nha. Cái này có phản quang. Cái này là màn zin ám vàng đều màu, ám vàng mà đều màu đó. 16GB. Cái này. Đây, cái này là cũng là ám vàng đều màu luôn ha. 16GB luôn. Nói chung là bốn cái này, đây mấy màu gold ha. Cái này là em dán nhám rồi nha mọi người. Đó. Em còn chỉ 4 cây thôi, đó. Em còn 4 cây thôi. Em sale cho mọi người là 650.000 một cây. 650.000 một cây nha. Đó, sale là sale cho vui thôi. Rồi, sale cho vui thôi, 650.000 một cây. Rồi. 4S. 4S thì em có cây 4S iWatch 6 nha. Và cây cùi bắp. Cây cùi bắp này á là em thu khách nhưng mà bây giờ cái sim nó không ăn. Cái sim nói chung là nó chập chờn. Nên em bực bội quá. Đây. Em bực bội quá thì một là em bán chung với 4S này là 500 một combo. Combo hai cây này nè, 500.000. Là hai cây này luôn ha. 4S iWatch 6 ha, bản hiểm. 4S iWatch 6 trừ nè, cộng nè. Sim sống nghe gọi bình thường nha mọi người nha. Đây. Nhảy hết ha. Loa lớn. Đó. Đây. Nghe gọi bình thường ha, số điện thoại nè. 0835654410 nè. Đó. iOS 6 luôn, 4S iOS 6 em bán mọi người là 400.000 nha, 400. Đó, và bán kèm cái này là 100.000 ha. Đó. Rồi, combo này là 500.000 nè. Rồi. Còn nếu mà ai muốn mua lẻ thì mua lẻ thôi, em bán sale bỏ thôi chứ sao giờ. Rồi, ok.
Đó là những máy em muốn giới thiệu mọi người trong ngày hôm nay ha. Mọi người mua máy thì liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, 0834565430 cộng 100, em bao ship cho mọi người, tiền cọc trừ vô tiền máy ha, kiểm tra test máy ok rồi mới nhận hàng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, nhà mọi người like và đăng ký kênh share ha, ủng hộ em trong thời gian tới ha. Trong Tết tới thì em sẽ có một số chương trình khuyến mãi thêm vào tháng 12 trở đi ha, có giữa giữa tháng 12 đó. Nếu mà về những máy mà ok nhiều và nhiều thì em sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi cho mọi người ha. Khi nào có thì em sẽ thông báo lên Zalo em có đăng tin suốt luôn, và em sẽ có thông báo trên YouTube luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha.